mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, sau rằm tháng Chạp là các gia đình người Việt bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo. Có thể nói đây chính là nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt. Vậy cúng ông Công ông Táo vào giờ nào là tốt nhất? Đâu là thời điểm cúng ông Công ông Táo giúp mang lại may mắn, xuất hành thuận lợi, hóa giải xui xẻo? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua video dưới đây nhé. Trước khi bước vào việc chọn ngày tốt cúng ông Công ông Táo, chúng ta cần phải quay lại dòng lịch sử để tìm hiểu về khởi nguồn của lễ cúng ông Công ông Táo. Theo tương truyền, Táo Quân bắt nguồn từ ba vị thần, Thần Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ của lão giáo Trung Quốc. Khi du nhập vào Việt Nam, Táo Quân được phác họa qua câu chuyện cổ tích Hai Ông Một Bà, cụ thể là Thần Đất, Thần Nhà và Thần Bếp. Từ cổ tích dân gian Việt Nam và mỗi 23 tháng Chạp hàng năm được xem là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời. Nhiệm vụ của Táo Quân là báo cáo chuyện nhỏ, chuyện lớn xảy ra trong mỗi gia đình đến Ngọc Hoàng. Thế nên vào ngày này, các gia đình người Việt thường làm mâm cơm, cúng đãi ông Công ông Táo lên chầu trời. Vậy cúng ông Công ông Táo có ý nghĩa gì? Theo sự tích, ông Táo là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ, bảo vệ gia chủ tránh khỏi ma quỷ, lãng vãn, vào thổ cư và giữ bình an trong nhà. Vào ngày 23 tháng Chạp mỗi năm, ông Táo lại cưỡi cá chép hóa sồng lên thiên đình, báo cáo tình hình tốt xấu của gia chủ trong một năm. Đến đêm giao thừa, Táo Quân sẽ trở về hạ giới để tiếp tục nhiệm vụ trông coi nhà cửa, bếp núc. Trên thực tế, việc cúng ông Công ông Táo đã trở thành một nét đẹp văn hóa mang dấu ấn tâm linh của người Việt. Ngày ông Công ông Táo chầu trời đã len lỏi vào tiềm thức của mỗi gia đình Việt. Mục tiêu của cúng ông Công ông Táo là bày tỏ lòng biết ơn trông coi của các vị thần, đồng thời đây cũng được xem là hình thức mua chuộc của mỗi gia đình để ông Công ông Táo thương tình, báo cáo với Ngọc Hoàng lời hay ý đẹp. Nhờ vậy gia đình sẽ được bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong năm mới. Cúng ông Công ông Táo còn là dịp để người người nhà nhà sum vầy, quây quần bên mâm cỗ sau một năm làm ăn vất vả. Có thể nói cúng ông Công ông Táo là một nghi thức tín ngưỡng được người Việt gửi gắm niềm tin và hy vọng trong dịp năm mới. Nên cúng ông Công ông Táo vào giờ nào tốt nhất năm 2023? Tết ông Công ông Táo năm 2023 rơi vào ngày nào? Theo truyền thống mỗi năm, lễ cúng ông Công ông Táo là ngày 23 tháng Chạp, tức 23 tháng 12 âm lịch. Theo lịch dương, lễ cúng ông Công ông Táo năm 2023 rơi vào ngày thứ Bảy, tức ngày 14 tháng 1. Tuy nhiên, nếu không thể cúng ông Công ông Táo đúng ngày này, gia đình bạn vẫn có thể làm lễ cúng trước ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Vậy tháng 12 năm 2022 cúng ông Công ông Táo vào giờ nào tốt nhất? Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cho biết, dựa vào cắt hung và những ngày hoàng đạo trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư, thời điểm tốt để các gia đình cúng ông Công ông Táo tốt nhất là thời điểm 1. Ngày 17 tháng Chạp, tức mùng 8 tháng 1 năm 2023 dương lịch, ngày Bính Dần, đây là ngày hoàng đạo kim quỹ. 2. Ngày 18 tháng Chạp, tức mùng 9 tháng 1 năm 2023 dương lịch, ngày Đinh Mão, đây là ngày hoàng đạo, bảo quang hay còn gọi là kim đường. 3. Ngày 20 tháng Chạp, tức 11 tháng 1 năm 2023 dương lịch, ngày Kỷ Tỵ, đây là ngày hoàng đạo ngọc đường. 4. Ngày 23 tháng Chạp, tức 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch, ngày Nhâm Thân, đây là ngày hoàng đạo tư mệnh. Bên cạnh đó, trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư cũng căn cứ vào lịch tiết khí và các khung thần sát trong ngày, từ đó lựa chọn ra những khung giờ tốt để tiến hành cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Cụ thể giờ tốt để các gia đình cúng ông Công ông Táo như sau. Nếu gia chủ cúng ông Công ông Táo vào ngày 17 tháng Chạp thì sẽ có các khung giờ hoàng đạo như sau: 1 giờ Tý, 23 đến 1 giờ; 2 giờ Sửu, 1 đến 3 giờ; 3 giờ Thìn, 7 đến 9 giờ; 4 giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ; 5 giờ Mùi, 13 đến 15 giờ; 6 giờ Tuất, 19 đến 21 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày 17 tháng Chạp. Quý vị hãy lựa chọn cho mình khung giờ phù hợp nhất để tiến hành cho được thuận lợi và may mắn nhé. Nếu gia chủ tiến hành cúng ông Công ông Táo vào ngày 18 tháng Chạp thì sẽ có các khung giờ hoàng đạo thích hợp để việc thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo như sau. 1 là giờ Tý, 23 đến 1 giờ; 2 là giờ Dần, 3 đến 5 giờ; 3 giờ Mão, 5 đến 7 giờ; 4 giờ Ngọ, 11 đến 13 giờ; 5 giờ Mùi, 13 đến 15 giờ; 6 giờ Dậu, 17 đến 19 giờ. Đó là những khung giờ hoàng đạo tốt nhất tiến hành cúng ông Công ông Táo ngày 18 tháng Chạp. Nếu gia chủ cúng ông Công ông Táo vào ngày 20 tháng Chạp thì sẽ có các khung giờ hoàng đạo thích hợp với việc thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo như sau. 1 là giờ Sửu, 1 đến 3 giờ;
2 là giờ Thìn 7 đến 9 giờ, 3 là giờ Ngọ 11 đến 13 giờ, 4 là giờ Mùi 13 đến 15 giờ, 5 là giờ Tuất 19 đến 21 giờ, 6 là giờ Hợi 21 đến 23 giờ. Đây là những khung giờ hoàng đạo trong ngày để quý vị tiến hành nghi lễ, trong đó giờ cúng ông Công ông Táo đẹp nhất là giờ Ngọ ngày 20 tháng Chạp, giờ Tốc Hỷ. Nếu cúng ông Công ông Táo vào khung giờ này, năm mới của gia đình bạn hứa hẹn sẽ gặp nhiều điều may mắn, xuất hành thuận lợi, hóa giải những điều xui xẻo, bệnh tật hiệu quả hơn. Nếu gia chủ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp thì sẽ có các khung giờ hoàng đạo thích hợp với việc thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo như sau. 1 là giờ Thìn 7 đến 9 giờ, 2 giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, 3 là giờ Ngọ 11 đến 13 giờ. Trong đó giờ Thìn ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu là giờ Tốc Hỷ. Vì vậy bạn có thể chọn khung giờ này để tiến hành nghi lễ cúng tiễn ông Quân ông Táo về trời. Riêng giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các vị thần quy tụ để chuẩn bị về trời. Vì vậy, đây được xem là khung giờ tốt linh thiêng, cực kỳ thích hợp để đưa tiễn ông Công ông Táo về chiều trời. Thời điểm tốt nhất là trước 12 giờ. Tuy nhiên, trong ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, giờ Ngọ chính là giờ hắc đạo. Vì vậy, tùy theo quan niệm của mỗi gia đình, bạn có thể lựa chọn khung giờ phù hợp. Trên thực tế, bạn không nhất thiết phải cúng ông Công ông Táo vào lúc giữa trưa chính Ngọ. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những khung giờ đẹp, hoàng đạo, tiến hành nghi lễ cho được may mắn và hành thông. Chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo bao gồm những gì? Như đã đề cập, Táo Quân là vị thần cai quản nhà cửa, bếp núc và nắm rõ mọi chuyện trong gia đình. Vì vậy, việc làm lễ tiễn Táo Quân rất quan trọng. Để những lời nguyện cầu linh nghiệm, bạn nên chuẩn bị một mâm lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ. Các lễ vật cúng ông Công ông Táo cơ bản bao gồm 3 mũ Táo Quân, 2 mũ dành cho ông Táo, loại có cánh chuồn, và 1 mũ dành cho Táo Bà, loại không có cánh chuồn. 3 bộ quần áo giấy Táo Quân, 2 bộ nam và 1 bộ nữ, 3 đôi hài Táo Quân, 2 đôi hài nam và 1 đôi hài nữ, trái cây và trầu cau tươi, hương, đèn, nến, rượu nếp hoặc trà. Theo người xưa, các Táo Quân khi trầu trời sẽ cưỡi cá chép, vì vậy trong lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều gia đình còn chuẩn bị cá chép. Tùy theo từng địa phương, vùng miền, số lượng cá chép có thể sẽ khác nhau. Thông thường người miền Bắc sẽ chuẩn bị 3 con cá chép đỏ còn sống và để chúng bơi trong chậu nước với quan niệm là cá chép hóa rồng để đưa các Táo Quân về trời. Trong khi đó, người miền Trung sẽ dùng ngựa giấy cúng tiễn Táo Quân, còn người miền Nam sẽ dâng những lễ vật đơn giản như mũ, áo, hài, cá chép giấy. Trên thực tế, mâm cúng ông Công ông Táo không cần quá cầu kỳ. Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, bạn có thể cúng các món mặn hoặc chay tùy ý. Thông thường, mâm cúng ông Công ông Táo sẽ có những món cơ bản sau. Gà trống luộc có thể thay bằng vịt quay hoặc thịt heo luộc, xôi gấc hoặc xôi lá cẩm, xôi nếp, xôi đậu, bánh chưng, bánh tét, canh chân giò nấu măng hoặc là canh mọc, một chén gạo, một chén muối. Ngoài ra một số gia đình cũng cúng thêm các món chè như là chè hoa cau, chè trôi nước và các loại bánh trái khác. Có thể nói chọn giờ cúng ông Công ông Táo là điều quan trọng với mỗi gia đình. Việc này liên quan đến niềm tin và tín ngưỡng của người Việt, sự mong chờ về một năm mới đầy viên mãn và may mắn. Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn đã giải đáp được thắc mắc cúng ông Công ông Táo giờ nào tốt nhất năm 2023. Tùy theo quan niệm và thói quen của mỗi gia đình, bạn có thể lựa chọn giờ cúng sao cho phù hợp. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị, hãy để lại comment bên dưới ô bình luận của video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn một cách chi tiết nhất. Chúc các bạn thành công và luôn gặp may mắn, thuận lợi trong năm mới!